Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếp thị cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái con game là Ega of Logenkia này nha anh em. Tiếp tục hôm nay là mình sẽ đi reset bằng EZ và nâng cấp cái cặp găng tay của mình lên cộng 9 anh em ạ. Không biết là nó có lên được cộng 9 hay không, nhưng mà mình cũng gắng cố gắng và xem là cái phần đỏ đen mình sẽ như thế nào. Thì một số anh em hỏi là nó update lần này khi mà dưới 10 lần reset và dưới 10 master không thể giao dịch được, thì cái đó anh em yên tâm vì các anh em không thể tự ý giao dịch người khác. Nhưng mà các anh em có một cái con ạc chính của các anh em là trên 10 lần các anh em giao dịch con ạc phụ dưới 10 lần vẫn được bình thường. Thì các anh em nôm na dễ hiểu là mình dưới 10 lần là mình không có giao dịch cho người khác được, nhưng mà người khác giao dịch ngược lại cho mình thì được. Và điều kiện thì người khác là phải hơn 10 lần nha anh em. Và cũng tiếp theo lời yêu cầu của anh em vào trong đây để đi reset bằng Egen, cái thứ nhất. Và cái thứ hai, cho ra cái lượng điểm là ảo ảnh liên hoàn đi bạn ơi. Thì mình vào trong đây mình đã test rồi, ảo ảnh liên hoàn nó chỉ đi bên cái hướng là HB, nên mình sẽ reset xong bằng Egen rồi mình vô mình cộng điểm xong rồi đặt cái găng tay lên, hy vọng là nó được cộng 9 để mà mình test cái lượng đam nó sẽ như thế nào nha anh em. Anh em chúng ta hãy cộng cái cặp găng tay trước nha. Ở đây là mình có một cái cặp găng tay, mình sẽ lấy xuống một cái hoàn hảo 7% trước. Các anh em thấy không, 7% cộng 6 nè. Thì mình nâng cấp cái này lên trước, các anh em biết làm gì không? Khi mà nâng cấp lên đặng mình biết là nếu mà nó có được lên 9 thì mình sẽ reset sẵn đó có điểm cộng luôn. Khi bấm vào trong đây thì các anh em sẽ bấm vô một cái là tiếp tục nâng cấp, nó sẽ lên ở với một cái tỷ lệ là 75%, xem là nó có lên được hay không nha. Thì mình bắt đầu nâng cấp nha anh em. Phát thứ nhất nè, lên rồi về không luôn anh em à. Như vậy là xịt một lần nha anh em, nó sẽ xịt như đúng rồi, hy vọng là lên. Ui rồi ôi, rồi lên chín anh em ơi, quá ngọt. Xịt ba lần đậu bắp nó thiệt, ba lần nha anh em. Và bắt đầu từ 9 tới 15 thì tỷ lệ của chúng ta chỉ có 20% thôi. Yêu cầu gen là mỗi một lần 5 triệu, kèm theo đó là một trao. Các anh em nhìn vô là nó sẽ cực kỳ là khấm nha. Ở đây nó sẽ có những cái tính năng đây, đập thêm cái dòng like và thêm cái dòng gia cường là cái dòng harmony. Và ở đây nó cho mình thăng hạng, khi cộng 9 rồi thì nó sẽ cho mình thăng hạng và kiếm một cái bùa này là một cái bùa chấm mắt đồ, kèm theo đó là một cái ngọc dung luyện. Ở đây là chúng ta sẽ tốn 10 là đá tinh luyện cấp cao. Ở đây là có một cái ngọc để thêm dòng hoàn hảo nè. Ở đây có may mắn rồi á thì nó sẽ ốp đen cho chúng ta. Thì như vậy là đã đập được một cái găng tay lên cộng 9, các anh em thấy chưa, rất là ngon lành nha. Thì mình sẽ bấm vô sử dụng. Ở đây là mình đã cộng theo hướng là full OTG nên dù có cộng lên bao nhiêu giờ cũng đủ điểm hết. Và ở đây một cái găng của mình thì nó không có được sáng lắm. Tiếp tục là cho nó lên sáng luôn nha nè. Tốc độ tấn công cộng 7 nè. Hiện tại không có agent để mình mua cái găng 10, thì tiếp tục mình sẽ đập cái găng 7 này lên nha nè. Ở đây mình sẽ nâng cấp cho anh em xem. 7 nè, lên rồi, xịt lên rồi, lên luôn anh em. Xịt một lần quá may mắn đối với mình, sử dụng luôn. Như vậy là mình đã có full combo cộng 9, set đồ cộng 9 nè, áo nè, quần nè, găng nè. Và ở đây cũng vậy, ở đây là cặp găng tay của mình lên cộng 9 nha nè. Cộng 9 thì tỷ lệ tấn công nó sẽ là 850, nó sẽ tăng cái tỷ lệ tấn công của chúng ta lên nữa. Và những cái này nếu mà mình nâng cấp những cái này cho anh em xem nè, bấm vô nâng cấp nè. Ở đây nó cũng cho chế độ là nâng cấp được cộng 7 cộng 8 luôn nha. Thì mình sẽ nâng cấp trước xem nó sẽ như thế nào. Đầu tiên mình sẽ nâng cấp cái dây chuyền trước nha. Thì bấm vô nâng cấp nè, hy vọng là nó không có xịt nha. Nếu mà nó xịt nữa thì mình sẽ mắc luôn. Và sẵn làm thì làm luôn cho anh em, cho nó xem cho nó vuông. Rồi xịt rồi, hết luôn, mới lên cộng 7 anh em ơi, không được lên cộng 8. Và cái lượng máu của chúng ta nè, lên được 1600, máu quá máu anh em à. Cũng không sao nha, như vậy thì cũng khá ổn rồi. Ở ngay cái thời điểm bây giờ các anh em kiếm những cái viên ớt như vậy nó cực kỳ khó. Các anh em muốn mà có đập đồ được á thì các anh em phải mua. Tỷ giá bây giờ người ta bán không rẻ đâu, người ta bán tầm khoảng là 37-38 egen với một viên. Thì mình đã tích góp hôm nay cũng được mười mấy viên và làm clip cho anh em xem. Thì như vậy mình đã đập được cái găng tay này lên cộng 9 thành công rồi. Tưởng đâu là nó không lên, nhưng mà ai ngờ thì nó lên, cũng khá may mắn đối với mình ha. Tiếp theo thì mình sẽ đi reset bằng egen cho anh em xem. Các anh em cũng như thường lệ bấm vào trong đây. Nếu mà nó lan quá thì anh em có thể là nhấp ga nhấp vô nha. Nhấp ga nè, mình nhấp vô lần nữa là chắc ăn sẽ được. Reset nè, thì người ta kêu mình reset bằng agent thì mình sẽ tốn là 20 agent nha. Ở đây các anh em thấy là nếu mà reset cái lần này á thì là mình được là 5208, còn reset bằng gen không á thì mình được chỉ có là 4650.
thì mình sẽ reset bằng agent cho anh em xem. Như vậy là reset thành công nha. Mình vô mình reset một cái nữa xem là nó có cho mình reset nữa không. Và sẽ lên 17 lần reset nha. Thì người ta nhanh thì người ta đi trước, còn mình chậm thì mình đi sau nha. Tiếp tục mình reset. Nếu mà nó còn cho reset thì mình cứ reset hoài nha. Reset bằng agent nè. Hiện tại mình chỉ còn tầm khoảng 200 agent thôi. Mình cứ reset hoài, chừng nào hết thì thôi nha anh em. Và các anh em nên nhớ nha, nếu mà agent thì bắt buộc phải agent hoài nha anh em. Nếu mà anh em từ agent mà đổi sang gen nó thì nó cực kỳ là khống nha. Nó không có còn cái buy-in của agent nữa nha, mà nó chỉ còn bên đây thôi. Đây, nó kêu chúng ta phải cần master là 35 nó mới cho nữa. Từ 35 đảo lên nó sẽ tốn là 40 agent. Thì mình vào đây coi tự giờ mình tốn bao nhiêu agent rồi. Vào trong cửa hàng thì 200, tự giờ mình 5 lần thì mình đã tốn 100 agent rồi nha anh em. Và tiếp theo thì mình sẽ cộng điểm cho em ấy đợi có một cái lượng ram tốt nhất có thể. Anh em gà vô những cái món đồ trước nha. Sức mạnh cần thiết là 159 nè, vô set đồ là 276 nè, sức mạnh mình sẽ cho là 300 nha, nhanh nhẹn mình sẽ cho là mắc luôn 1500. Đa phần những con nhân vật này các anh em cứ cộng là 1500 là được nha. Còn dưới đây thì các anh em cứ cộng 500 vào mana, còn bao nhiêu thì cộng hết vô cái phần này nha. Thì ở sức mạnh các anh em cộng tầm khoảng 300 nè, nhanh nhẹn các anh em cộng tầm khoảng 1k5, và năng lượng cộng 500, còn bao nhiêu thì các anh em cộng hết vô phần thể lực thì đi bên một cái hướng là ảo ảnh liên hoàn nha. Đi test đam nha anh em. Mình sẽ lên cái map là Atlant 2, cái cây của mình treo hôm nay đây. Mình đang kéo mấy con nhỏ nha. Thích con nào thì kéo con đấy anh em. Bốn con nhân vật phụ á, con nào cũng có win, nhưng mà con nhân vật chính á là phải chạy, chạy bộ, chạy marathon, chạy thi Olympic. Bây giờ cái bắp giò của mình nó to bằng cái bắp giò dâu gì đó anh em. Các anh em thấy chưa? Bắp giò lực chưa? Tới cái môn là bơi lội nha. Chút xíu nữa là tới cái chỗ để mình test đam cho anh em xem cái nữa. Ok, như vậy là đã vô được nhóm hết. Mình sẽ bung gần lên và xem cái lượng đam em ấy sẽ như thế nào. Bung gần lên hết sức có thể và bắt đầu biểu diễn nha anh em. Các anh em thấy chưa? Khi mà mình đi full ở bên một cái hướng là với cho ra một cái lượng điểm cộng với một cái kỹ năng là ảo ảnh liên hoàn, thì ở trên cái map Atlant 2 này mình sẽ cho ra một cái lượng đam là hơn 4k đam. Vì map càng cao thì cái lượng đam của chúng ta càng giảm lại. Ở dưới map thấp thì cái này tầm khoảng là 10k hơn, nhưng mà lên trên đây nó chỉ còn 4k thôi anh em. Các anh em biết vì sao mà mình kéo mấy con cầu lon này không? Tại vì ở đây là người ta đã bồi thường cho anh em là trong vòng 3 ngày boost thì các anh em có thể là farm tốt nhất có thể, các anh em thấy không? Ở đây thì mình còn 2 ngày nè. Thì nếu mà không treo thì nó phí lắm. Mấy con này thì mình chỉ đi cài gen thôi. Nếu mà các anh em có điều kiện các anh em reset bằng e gen thì nó sẽ lợi hơn người ta rất là nhiều. Các anh em thấy nó farm quái lù đù chứ mà khi mà nó BK sướng lắm nha. Nó bật BK nó bư là rất là ngon lành. Ở đây thì các anh em không cần phải cộng nhanh nhẹn quá nhiều đâu, vì ở đây phải cần thêm một cái boost nữa nó mới mát super của chúng ta lên, còn không á các anh em cộng vô trong đây 6k bây giờ thì nhanh nhẹn của anh em cũng không có được nhiều hết, nó cũng chỉ lên được bao nhiêu thôi chứ nó không có lên như những con game khác. Những con game khác á thì mình cộng nhanh nhẹn hoài thì nó sẽ lên hoài, vừa lên tốc và vừa lên thủ, còn cái này nó chỉ là lên thủ thôi, còn tốc của nó không có lên nha. Các anh em muốn tốc lên các anh em phải xài thêm một cái bùa boost. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.